chỉ. Đây, tôi nói gì? À đây 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 đây. Tôi nói như này này. Tôi tưởng tượng, đây tưởng tượng là cái đặt tròn tròn là cái đầu khớp của các ông nhá, đúng không? Các ông cho vào đây. Các ông cho vào, xong cũng rút ra, cho vào rồi rút ra. Vì khi nào mà nó không chịu được nữa ấy, thì ấn vào từ từ. Nhớ là từ từ thôi nhá. Từ từ như này này. Đấy, từ từ và đến cái đoạn như này này, khi mà kịch rồi ấy, kịch rồi nhá, công ấn vào một cái, xong rồi công lại cho ra, lại rút nhẹ 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 ra, đến đúng cái đầu khắc này thì lại dừng, rồi lại cho từ từ vào, xong rồi lại ấn vào, xong rồi lại cho ra, xong rồi bắt đầu nhanh hơn, bắt đầu nhanh hơn. Đấy, từ từ nó phải là như thế nhá, công nên nhớ là công nên là làm tình thôi. Chứ các ông đừng đừng chịu nhanh. Và khi mà đến cái thời điểm đấy thì tôi cũng khẳng định là các ông cũng đéo chịu được nữa rồi. Thì các ông bắt đầu nhấp nhanh hơn. Mà nên nhớ nhá, khi mà các ông chuẩn bị ra ấy, các ông chuẩn bị mà sướng quá rồi thì các ông rút ra. Rút ra luôn. Để làm gì? Để hãm nó lại. Để mình chuyển tư thế, mình tìm một cái tư thế khác. Thì thường đàn bà con gái ấy, người ta thích tư thế truyền thống này. Bắt chéo qua núi này. Và nhiều người thì có thể là thích là kiểu úp thìa, và có những người thì thích cả doggy style. Nói chung là các ông thử được càng nhiều tư thế thì càng tốt. 2K4 rồi kìa, rút ra luôn, để làm sao để hãm nó lại, để hãm nó lại không là chết đấy. Rồi các ông chuyển càng nhiều tư thế càng tốt. Đàn bà mà mỗi một tư thế mà muốn kéo dài cái cuộc yêu ấy thì nên là mình hỏi người yêu mình là người yêu mình thích cái kiểu gì nhá. Đấy, cố gắng phục vụ chiều người yêu. Chứ còn nhiều khi có những cái thế, ví dụ các ông cứ thích cái thế chó chẳng hạn thế, nhưng mà đàn bà con gái nó lại quá đau. Bởi vì ở cái tư thế đấy thì cái của đàn ông ấy nó cho vào rất là sâu, mà nó sâu quá thì sẽ khiến cho đàn bà rất là đau, mà người ta sẽ không chịu được. Đấy, thế xong rồi các ông cứ thế công làm thôi. Đến cái đoạn này thì tôi không có nhiều kinh nghiệm nữa, thế cho nên là tôi không biết nói gì, thì chắc là phải để cho con vịt nó nói. Chứ còn tôi đến tầm này thì là tôi chịu rồi. Nhưng có một cái mà tôi muốn nói với cả các ông là khi mà các ông chỉ cái, các ông cũng nên rên, hiểu không? Các ông nên rên nhé. Đàn bà con gái nó lại có một cái kỹ năng rên. Thì nếu như ở đây có chị em nào mà muốn biết là cái kỹ thuật dê như thế nào ấy, hay làm dê như thế nào ấy, thì lại lúc sau tôi sẽ nói tiếp đấy. Nhưng mà các ông chịch rồi, các ông nên nhớ rằng là cái đoạn mà cái đoạn chịch nhanh ấy thì các ông mới bắt đầu. Ông nào mà thích mạnh bạo thì các ông đến lúc đấy ấy, các ông hẵng tét mông, hoặc là hơi cào nhẹ vào chân một tí, hoặc là tay các ông phải nhớ là vuốt ve mơn trớn ở trên, các ông đừng quên ở dưới. Và đặc biệt quan trọng là các ông nhớ là phải thỉnh thoảng vẫn phải hôn môi, hiểu chưa? Vẫn phải hôn môi người yêu nhé, đừng quên, đừng quá tập trung vào một cái gì cả. Những cái lúc như thế đừng có véo, véo rất đau, véo đau lắm. Và các ông nên nhớ là các ông đừng có chỉ tập trung vào một nơi, phải tản ra. Thì mẹ tôi mất đái quá, tôi phải đi đái đây, đợi tôi đi đái.